Hello anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày 31 tháng 1 năm 2024. Như vậy chúng ta đã hết cái tháng 1 đầu năm rồi. Và chuẩn bị bước vào nghỉ Tết, đến thứ 5 tuần sau là chúng ta sẽ nghỉ Tết âm lịch rồi. Thanh quả thị trường ngày hôm nay tương đối là tốt. Sáng ra đâu đấy khoảng gần 10.000 tỷ đấy. Mình đang quay khoảng 11 giờ nhưng mà mình biết là nó sẽ đâu đấy khoảng hơn 10.000 tỷ đấy, đúng không? Chúng ta thấy sự chốt lời từ nhóm banh Nhưng mà sự bùng nổ của nhóm chứng khoán các nhóm ngành lên thì nó vẫn cứ lên nhóm nào điều chỉnh vẫn cứ điều chỉnh bình thường tăng nhiều điều chỉnh đúng không nhưng mà tự chung lại chúng ta phải hình dung là hai tuần trước tết thì chúng ta tham minh với nhau đó là hai tuần mà tích cực à, bản tin đầu tuần thì mình chia sẻ với anh em mà cuối tuần này trong vòng cuối tuần này nó sẽ có những cái áp lực chốt lời nhất định chắc chắn là như thế áp lực chốt lời ở đây nó diễn ra khi mà cái chỉ số chúng ta tiếp cận cái vùng 1.200 cộng vùng gap down cái thứ hai đó là khi mà nhóm banh nó đã tăng và nó cần nghỉ ngơi đúng không thì cái việc mà áp lực chốt lời về mặt chỉ số là tương đối là có là có chứ không phải không cái thứ ba đó là gần tết ý thì người ta có mong muốn người ta chốt lời cho nó chắc mình gọi đó là cú rũ bỏ của những nhà đầu tư nhà đầu tư cuối cùng nhà đầu cơ cuối cùng rời bỏ thị trường để ăn tết người ta chốt lời người ta nghỉ tết người ta chốt margin người ta nghỉ tết vì thế làn sóng chốt lời là có chứ không phải là không chứ không phải là không nhưng mà đó cũng chính là cái cơ hội của những cái người người ta ở bên ngoài cá nhân mình thì mình luôn nói về cái cơ hội này không phải là bây giờ mình mới nói mình nói cách đây khoảng một tháng một tháng rưỡi rồi đúng không những cái cơ hội khi mà nền tích lũy hai năm đến 3 tháng chúng ta đã chia sẻ với nhau và bây giờ mình kỳ vọng là anh em có thể hâu được qua tết nếu mà anh em dư giả thì anh em nên hâu qua tết không mà gì là được hâu qua tết thì chắc chắn là tỷ tỷ lệ của anh em mình nghĩ rằng là trong hai phiên ba phiên gần đây anh em có mức sinh lời của năm bảy rồi đặc biệt là những nhóm như nhóm khu công nghiệp hay đầu tư công đúng không cái thứ hai đó là anh em hâu qua tết thì chắc chắn là anh em sẽ được hưng phấn khoảng hai ba phiên đầu tiên Đấy, thì chúng ta có thể canh chốt lời những cái phiên đó thì nó sẽ tương đối là ok canh chốt lời bớt ở những phiên đấy vì chúng ta hôm qua tết mà Chúng ta sẽ được quyền như vậy tất nhiên là trong tết nó không ra những cái thông tin tiêu cực gì đúng không thì anh em bán trước tết thì người ta lại được hưởng những quyền lợi đấy đấy là cái 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 nói chung là cái đặt cược của chúng ta thôi thì mình thấy là các nhóm ngành hiện tại những cái nhóm mà nó chạy sau bất động sản chứng khoán thì nó chưa vượt được cái biên của nó hôm nay bắt đầu chứng khoán công lên đúng không thì anh em khác anh nhìn là đúng rồi hôm qua công nghiệp đầu tư công nó tự hồi tốt rồi nay để nhóm khác lên chứ thị trường như thế luân phiên rất là tích cực nhóm nào tăng cứ tăng nhóm nào chỉnh cứ chỉnh dòng tiền nó không bị áp lực, áp lực chốt lời một cái lúc nó ồ hạt nếu rất là khỏe nhưng mình đánh giá nó rất là khỏe và khi nào mà cái từ cái nền 2,5 đến 3 tháng này ấy, nó tăng lên chưa được khoảng 20 đến 30 phần thì cái sự điều chỉnh lớn, sự sự rũ bỏ lớn là nó chưa diễn ra được. Tại vì nó đã vẫn đang ở nền. Tiền vừa ấy vào làm sao mà Ubo kinh vậy? Đúng không? Sao Ubo kinh thế? Anh em phải chờ nó tăng chứ muốn Ubo được thì phải tăng mạnh. Mà từ nền lên ít nhất phải 23% thì ví dụ nó mới diễn ra những cái điều chỉnh mạnh được. Còn hiện tại nó chỉ là những rung lắc nhẹ, ví dụ như là trong biên thì có thể là loanh quanh biên trên biên dưới, còn vượt biên thì có thể test lại cái vùng biên đấy. Nhá, yeah. còn vượt hẳn rồi thì chắc là test lại bình thường những cổ phiếu khỏe. Ok thì giai đoạn này anh em chọn lọc để anh em đánh thôi. Chỉ số thị trường thì nó ok rồi. Một vài nhóm ngành nó vẫn là sideways up hướng lên thôi. Đáy sau cao đáy trước, tăng 5 thì giảm 3, Dường 2. Nó vẫn đang là như thế. Của anh em đánh cái này thì tuy là nó nó khó, nó khó nhưng khi mà anh em cứ nắm giữ liên tục thì mình thấy là nó cũng có một cái tỷ suất sinh lời anh tương đối chứ không phải là không. Nhá, yeah. hy vọng là từ giờ đến Tết anh em kiếm được khoảng 5 7% nữa. À, ra Tết anh em kiếm khoảng 5 7% rồi khoảng 20%, thế là ấm cúng rồi. Đúng không? Thì thế là coi như là quý 1 là thành công, xong rồi chúng ta lại khép lại quý 1 chúng ta chờ đợi quý 2. Ok, chúc cả nhà đầu tư luôn thành công. Và nếu mà có cái cú rũ bỏ cuối cùng của những nhà đầu đầu cơ nghỉ Tết ý, thì cả nhà có thể canh những cái phiên đấy, cả nhà có thể mua thêm. Cá nhân mình thì mình hâu rồi, đúng không? Thì còn tiền mà mua thêm lắm vậy, đúng không? Chúc anh em sức khỏe, đầu tư luôn thành công. Và hẹn anh em buổi livestream hàng tối trên YouTube và TikTok của anh Lương vịt Anh em đăng ký vào nhóm thì nhắn qua Zalo ở trên link bài của TikTok. Bye bye.